không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Mình không cho tôi không đòi tiền bồi thường thôi. Được. Thần chủ của ta Dương Bách Vạn là một người hiểu biết lý lẽ. Ông nhất định sẽ chịu bồi thường đó mà. Bổn hoàng tuyên án Dương Bách Vạn phải bồi thường 10 lạng bạc cho Tiểu Hồng. Khoan đã. Là có chuyện gì? Cái vụ án này còn chưa có hết đâu đại nhân à. Vậy sao? Còn có khổ chủ hả? Không sai. Bây giờ tới lượt khổ chủ của ta Dương Bách Vạn. Thưa kiện Châu Tiểu Hồng dùng đầu đập bể bình bông Tam Thái, đáng giá một vàng lượng của hắn. Ê, con nhà đầu này dám đấu với ta hả? Đây là quá thiên lý mà. Bị người ta đã thừa còn bắt đòi tiền. Ngươi là thứ trả sư gì đây? Vì con của anh phải tới đứt cho nó. Ở trên con đường nếu được thì cho họ con đường sống. Lên đây. Đại nhân. Khoan đã. Phải rồi, sao xử kỳ cục quá vậy? Phải rồi. Ê, thiệt tình là phải giúp người ta chứ. Đông. Hả? À, dạ được. Uầy, cái Tống Tàng Sư à, ngươi đi đâu vậy? Ta đã bỏ ra bao nhiêu tiền để mà mướn người, cái lúc mà đại nhân phán án á, ngươi lại bỏ đi. Xin lỗi đại nhân, đã làm mất nhiều thời gian. Bây giờ có thể tuyên án. Bản hoàng tuyên phán Chu Tiểu Hồng bồi thường Dương Bách Vạn 1 vạn lượng bạc. Tiền quan lắm, quan lắm đại nhân. Ta đâu có nhiều tiền như vậy chứ. Không có tiền á, thì bán thân cho ta. Kiếp này trả không hết á, thì con gái của ngươi phải đền cho ta. Miễn là trả hết ra mới thôi. Chuyện gì hả? Vậy trên công đường đó chưa có lệnh dám đứng dậy, bị chém đâu bây giờ? Đền tiền không được, bản thân thì đáng giá bao nhiêu chứ? Bắt con cái phải đền hả? Có tiền hay không thì cũng không thành vấn đề. Cho dù là ăn ở của người hay là mặt của người đi nữa thì cũng chỉ đền không hết. Nghĩa là sao? Thì bây giờ trả ngay. Người muốn hắn trả tiền kiểu nào thì tính thử đi. Nè, tên quán là Dương Bách Vạn thì coi như người đáng giá 100 vạn lượng. Theo phương pháp lúc nãy, đem tất cả thân thể của người chia làm 5 phần, cái mình thì đáng giá 20 vạn lượng. Cậu hai. Ê, người đẩy cái xe gạch vô công đường để làm cái gì hả? Thì trả tiền cho Châu Tiểu Hồng. À, trời ơi, ừ, sao người đập đầu của ta? À, trả tiền cho người đó 1 lạng. Đông à. Tổng trạng sư, trên công đường ra tay đã thương người, người biết có tội không? Ây da, đại nhân, ta trả tiền giùm người ta thôi, đừng có tội chứ. Nè, bây giờ ta lấy cục gạch đáng giá 1 lượng, đập cái đầu đáng giá 20 vạn lượng của hắn. Nhớ tính như lúc nãy, thì có nghĩa là còn thiếu lại 19.999 lượng. Cho nên ta mới đập thêm hắn 19.999 cú. Thì coi như đôi bên quầy, rồi ta giúp Châu Tử Hồng đem 9.999 lượng giao cho hắn. Thôi bỏ đi, không cần trả tiền đâu. Đại nhân à, ta không kiện nữa, không kiện nữa đâu. Trời ơi. Đại nhân cũng nghe rõ, Dương Bách Vạn thâm tâm nhân hậu, bây giờ đã bỏ qua, không cần đền tiền nữa. Thiệt là tốt quá đi. Bản hoàng tuyên phán đôi bên không cần phải bồi thường nữa. Bãi đường. Cậu hai à, không biết ta có nhìn lộn hay không, tại sao hàng xóm vỗ tay cho cậu vậy? Đừng có nhiều chuyện, ta phải về coi Linh Đung. Ê, cậu biết không, thường ngày họ nhìn thấy mặt cậu muốn đánh đó. Vậy sao? Phải, cậu bị điếc hả? Hả? Ây da. Tống Trận Sư, Tống Trận Sư xin chờ một chút. Chuyện gì? Tống Trận Sư. Tại sao quỳ xuống? Cảm ơn ân sâu nghĩa nặng của người, ta và tướng công của ta suốt đời ghi nhớ. Có chuyện gì đứng lên nói sao đi. Đứng lên. Tống Trận Sư, vừa rồi nếu không được trận sư trượng nghĩa giúp đỡ giải dài cho chúng tôi thì kế gia của Dương lão gia sẽ được thành công. Dạ cảm ơn trận sư. Đừng có xấu, nói vài lời thôi đâu có đáng gì chứ. Tống trận sư, một chút quà mọn xin đừng có chê. Thật là xin lỗi, chúng tôi nhà nghèo không có đồ quý giá tặng cho ông. Chồng của ta bán cá, con cá này lớn nhất và tươi nhất của hôm nay, xin đừng có chê bai. Tươi quá ha. Dạ phải. Đông. Dạ. Cha Linh Lung. Tướng công. Quỳ, sao lại lớn vậy? Bây giờ đã có thai rồi, không được cử động mạnh.
Từ nay không được quơ tay quơ chân vậy nữa. Ờ, bữa nay chúng ta có cá ăn. Nè cô Anh à, nghĩ cách nào á làm cho thịt ngon nha. Dạ được. Thì thiếu gia sao có con cá lớn như vậy hả? À, thiếu gia, cậu lo là ta lấy bớt tiền chợ cho nên tự đi mua đó hả? Con cá này á không mất tiền mua đâu, là đồ tặng thôi. Hả? Tặng hả? Hey, nếu như tặng á thì vàng bạc châu báu sao lại không tặng? Lại tặng con cá kỳ cục vậy? À, có một việc còn kỳ cục hơn nữa kìa. Chuyện mà ngày hôm nay cậu hai làm á thì là không thể tưởng tượng được đó. Vậy hả? Như vậy nhất định là phải đặc biệt lắm. Tướng tươi cười của anh em chưa được nhìn thấy. Dĩ nhiên, con đã có mang thai, đương nhiên nó vui rồi. Bây giờ thì con mới biết, làm được chuyện tốt thì con người cũng được vui vẻ hơn. Tướng công, hôm nay anh đã làm chuyện tốt gì? Em biểu anh tích phước đó mà. Cho nên anh đã cho cái tên Dương Bách Vàng hung hăng tàn ác làm toàn chuyện bậy, một bài học rất đáng rồi. Còn con cá này là của Tiểu Hồng tặng. Em không hiểu. Hey, kể ra thì dài dòng lắm. Có nghĩa là hôm nay chồng của em á lần đầu tiên bị thua kiện. Bồ Tát ở trên, tính nam Tống Thọ Diên, xin thành tâm cảm ơn Bồ Tát đã thí dòng huyết mạch cho nhà họ Tống tôi. Cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Bồ Tát. Phải rồi, thưa kỳ cục quá vậy. Gì hả? Gì bị cáo thủ đoạn cay cú khiến người rùng mình. Ta làm trạng sư chưa có hề thấy qua một tên hung thủ giết người tàn nhẫn nhất trong đời. Ngươi là hung thủ giết người, Nạp Lan Hiền, ngươi bị chết chắc. Ta không có giết người, ta không có giết người, ta bị quan mà, ta bị quan. Đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau, đi mau lại nữa. Con à, Linh Lung, Linh Lung, thế nào hả? Em đau quá. Em có thai rồi mà đừng có trèo cao vậy chứ. Em định dán lên tấm tranh trong con ngàn cái. Dán cái gì chứ? Chuyện gì? Bà chủ à, đừng có vô nghĩ đi. Nè, cẩn thận nha, ta đi kêu đại phu. Ờ, được. Cẩn thận nha. Cha. Đi theo cha. Đi đâu? Đi mau lên. Cha, trời mưa lớn quá đi, bữa kế trở lại nha. Con đừng có hỏi nhiều nữa, đi theo cha mau lên. Ây da, cha, dẫn con tới đây làm gì? Thế Kiệt, số cuộc đã đến gặp các con rồi. Quỳ xuống khấu đầu đi. Tông Thế Dừng, Tông Thế Nghĩa, Tông Thế Tùng, Tông Thế Trí, Trần, Tiền Mỹ, Dân, Võ, Anh, Kiệt. 11 người này đều là anh của con. Con sắp thứ 12. Cha, để xảy ra chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Con có 11 người anh, nhưng cha chưa có hề nhắc qua. Thằng Tính, thằng Trung chưa có được đầy tháng thì đã bị mất rồi. Thằng Nhân, thằng Nghĩa chưa đầy nửa năm thì cũng đã qua đời. Thằng Trí sống lâu nhất, hey, nhưng mà cũng không có qua được thôi nồi. Hey. Tại sao khi không lại đưa con tới đây vậy? Thế Kiệt, con hãy hứa với cha đi, con hãy trấn án cho cha. Hey, năm xưa khi cha làm trạng sư đã bóp méo sự thật cho nên gặp quả báo đó. Ây à, con phải trấn án cho cha nha, nhớ nha, trấn án cho cha. Hả? Trấn án gì? Một vụ án hoang, con phải trấn án cho cha. Cha, phải trấn án cho cha. Cha nha. Nè cha, cha. Sao đây phu, cha của ta thế nào?
Tống lão gia bị tâm bệnh, không thể uống thuốc là khỏi. Ê, nghe cậu à, Tống lão gia có tâm sự gì không thể dứt bỏ hả? Tống lão gia nhất định bị đả kích rất là lớn. Mấy hôm nay ông không có chịu mở miệng gì hết. Tâm bệnh hả? Vậy thôi con hoạt huyết cũng vô dụng. Nếu dùng châm ở Thiên Linh Quyệt rồi đánh một chưởng ở Quyệt Đàn Trung, có lẽ sẽ có kết quả. Em được làm mẫu nha. Em đã có thai rồi. Còn thấy đau bụng không hả? Bộ em yếu nhanh hay sao? Bà Vú nó tại em mang đứa đầu cho nên dễ động đến thai khí thôi. Chỉ mong được vậy thôi. Anh nghĩ coi, lão gia bị bệnh gì vậy? Ý, giờ đây đi đâu vậy hả? Lúc nãy thì kỳ lạ. Cha của anh dẫn anh tới bãi tha mà, rồi chỉ 11 cái mã. Nói đó là những người anh của anh. Nói vậy anh có 11 người anh. Em có 11 người anh chồng. Tại sao cha không hề nhắc tới vậy? Anh cũng vừa biết thôi. Sau đó cha đột nhiên cầm lấy tay của anh, nói 11 ngôi mộ này. Lúc mà cha còn làm trạng sư, làm quá nhiều chuyện bậy bạ nên gặp quả báo. Còn có một vụ án phải trấn án cho cha. Lão gia vì chuyện này mà bị bệnh. Ý, vậy thì đơn giản thôi. Anh làm trạng sư giỏi như vậy, anh đi trấn án cho cha, để giải quyết được tâm sự, dễ dàng thôi mà. Nếu biết là vụ gì thì anh đâu cần ngồi đây nữa. Em coi cha, bây giờ mình tới nỗi nói chuyện không được. Anh không cần lo lắng, vụ thư kiện đâu phải một sớm một chiều là giải quyết được đâu. Anh cũng nghĩ vậy. Gặp quả báo không nhanh tới nỗi gây hại tới bào thai đâu. Đại sư Thích Giác, ta biết đại sư bế quan, nể mặt ta chút đi. Ta chờ đại sư cả buổi rồi, nói chuyện chút đi. Ta biết hôm qua cha của ta tính tiền bông, bây giờ chuyện gì? Nói đây một câu đủ khó khăn như vậy chứ. Tổng thi chủ. Có đây có đây. Đại sư, xin hỏi cha của ta nói gì đại sư vậy? Dạng kiếp tùng tâm khởi, tập diệt kiếp thành không. Thế gian hữu gì pháp, đường tác như thị quan. Vậy nghĩa là sao? Chuyện mà bần tăng muốn nói đã nói hết, ngươi hãy về đi. Ngày hôm qua chính là chỗ này, vách tường bị nứt ra và lòi ra cái xác. Cái xác lòi ra? Dạ phải, còn nữa nha, sau đó có nhiều quan lính tới. Bây giờ xác đâu hả? Trời nóng rồi, bớt để cái xác ở đây hồi thối quá mà. Kẹt là người khám xác bị bệnh, bắt mình phải làm chuyện này. Thầy Ký à, đừng có nói thêm nữa. Đứng càng lâu thì càng thúi lâu hơn. Ông hãy khám mau đi. Chính là chỗ này. Người coi đi. Thầy Ký Triệu. Tổng trạng sư, sao ngộ quá vậy? Không, nghe nói chỗ này có loại cái xác ra, tôi tới coi thử thôi. Hay quá, người muốn coi xác hả? Người muốn coi xác đó hả? Chúng tôi định khám xác, hay là nhờ tổng trạng sư coi giùm nha. Ta khám. Tổng trạng sư, cái xác thì là hơi hồi thối, nhưng mà người từng cả trăm trận, như vậy cũng sợ hay sao? Đâu có, sợ gì? Chỉ là cái vụ khám xét này thì... Hả? Đệ nhất trạng sư của tỉnh thành lại sợ khám xét hay sao? Có chuyện này sao? Như vậy hỏi coi bà con hàng xóm có ý kiến gì hay không? Đứng lại! Nếu là vậy, để ta trổ tay các người coi cho biết nha. Cảm ơn tổng trạng sư nha. Đi mau, đi. Wow hả? Quả nhiên đoán không sai. Trạng sư, cái xác này có gì không ổn vậy hả? Đâu có gì không ổn, chứ là xác chết thôi mà. Có đầu của mình, có chân, có tài. Chỉ là trên mình mọc đầy rồi, ruột lòi ra lưu động từng cơn. Từng cơn như vậy nè. Các người không tin hả, dẫn các người coi nha. Không cần, cảm ơn nhiều. Cái xác khám xong rồi, ta bận diễn đi trước nha. Cảm ơn. Thầy Ký à, vậy bây giờ phải làm sao hả? Còn hỏi, bây giờ phải khiêng xác tới nghĩa trang, còn có ai giận hay là không? Người phải đi đó. Lại là tôi hả? Không có người vậy còn ai nữa. Thưa các ông quan, sư phụ của ta nhờ ta tới coi có gì giúp đỡ hay không. Cái mùi hôi thiệt là khó ngửi. May là chỗ này không khí tươi mát, nếu không mất mạng luôn. Quay, ngươi làm gì đó? Đừng có làm việc ta. Ta đang dùng mùi thơm của bông hoa xóa đi xác chết trong bụng của ta, bỏ mặt ta. Đợi chút. Tống trại sư, ngươi làm gì vậy? Không gì, ngươi làm gì? Sao không về chùa pháp ngươi?
Dạ không. Nè, khi cái xác đến nghĩa trang. Tại vì tới đây thôi, người lại kéo tới hả? Tránh ra, tránh ra. Tuy là hơi hôi thối, nhưng mà người chết đi không có chôn thì thảm thương lắm. Ta không kiên thì không có ai chịu phiền nữa. Tội nghiệp một chuyện, người cũng đâu cần giác đó trên già chứ. Mang đi chỗ khác đi. Không được, không thể để xuống đất kéo đâu. Không được đâu. Người muốn sao thì sao hả? À phải, Tống Trạng Sư. Chuyện gì quá. Đứng xa chút, đứng xa chút. Đứng bên kia, bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, đứng lại, nói đi. Đứng đây hả? Nói đi. Định hỏi là... Ê, đứng lại. Bên kia, đổi chiều gió, qua chút. Qua chút, qua chút, qua chút. Nói đi. Đứng đây hả? Nói. Muốn hỏi về tình ngày mai có phải lên công đường hay không vậy? Đã nhờ thằng Đồng nói với người rồi mà. Quên hoài vậy. Giờ tình đó không có vấn đề chứ. Đi, 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 đi. Đi mau, đi mau. Vậy ta đi. Đi mau, đi, đi, đi mau. Số mạng tốt hay là xấu, lúc chào đời đã có quyết định rồi. Phu nhân à, đêm khuya kéo ta đến đây có chuyện gì? Trong đây có cái gì đây? Thì giờ ta chưa hề đến đây. Tướng công à, đến đây làm gì? Một bí mật là bí mật khủng khiếp. Cánh cửa này, sau khi anh hiểu chuyện đời đã muốn đi vô. Anh cũng chưa biết trong này. Chưa. Anh chỉ nhớ là cách đây mấy năm chẳng có vô một lần. Sau đó khi mộng trở ra rồi, cái miệng cứ nói là quả báo, quả báo, quả báo. Cho nên vô án quan mà chà nổi. Anh tin rằng sẽ tìm được chút đầu mối ở đằng sau cánh cửa này. Xem tình hình như là đám ma thắt cổ. Nói tầm bậy đi. Nhớ tôi đoán không lầm thì đây là giấy trạng của cha hôm xưa. Mỗi lần cha xử xong vụ án đều ghi chép lại. Vậy là mình có thể kiếm ra vụ án nào là án quan để minh bạch cho cha. Đừng chậm trễ nữa, giúp ta anh tay lấy xuống đọc. Em đó. Tiên làm hết hồn. Anh Đông và bà Vũ đâu hả? Đã đi ngủ rồi. Em lo là anh đói bụng, đã đi đấu chén chè cho anh thôi. Anh Đông bao lâu rồi? Đã suốt 3 canh giờ. Ê, có đầu mối gì không? Đã đọc bao nhiêu vụ rồi, tất cả đều là quan. Tiên là có bao nhiêu quan hồn. Anh thấy căn phòng này tràn đầy khí quan. Án nào cũng vậy sao? 39 vụ, 83 mạng người. Cho nên 11 người anh của anh. Nè, đừng có nói bừa. Không lẽ không có vụ nào tốt hay sao? Có. Nè, có một cảnh án Trường Giang được người ca tụng. Vô. Là vô xét công án. Sao cái tên lạ quá vậy? Thầy chạy là lạ hay không? Mình phải kiếm ra vụ án quan này. Tướng công à, anh đã coi cả đêm rồi hay là lên phòng ngủ trước đi? Ngủ gì chứ, ngày mai lên công đường rồi. Anh cực khổ như vậy, đem giúp anh một tay. Đại lực kim càng chỉ. Anh nói đó nhờ. Làm liền. Không cần ra 10 phần công lực đâu. Một phần thôi mà. Một phần thôi, em hưởng nửa phần hả? Em không chịu. Còn chạy. Vụ án của ngày hôm nay là vườn rượu tiên cô kiện vòng trà mã cô. Nói là vòng trà mã cô khai trương một tháng, khiến cho doanh thu của vườn rượu tiên cô giảm 90%. Bây giờ kiện vòng trà mã cô bồi thường mất mát. Tiên là thú vị. Nè. Được. Bây giờ xin mời nguyên cáo ông chủ hàng của vườn rượu tiên cô lên nói vài lời trước đi. Tiểu nhân Hà Đại Nghiệp là ông chủ của phường rượu tiên cô, xin đại nhân. Được, người đã ra tiền kiện cáo rồi, không cần hạ giọng vậy. Tự giới thiệu được rồi, trở về chỗ. Tổng trạng sư, người nên kiểm thảo một chút lại đi. Đại nhân, ta là một người rất nghiêm túc. Ta muốn nghiêm túc hỏi một câu.
Phường rượu Tiên Cô nổi tiếng là gì? Ê, phường rượu Tiên Cô nổi tiếng là rượu Tiên Cô chứ cái gì? Nổi tiếng ở trong thành này ai mà không biết? Đúng vậy. Vậy xin hỏi rượu Tiên Cô phải nấu bằng cách nào đây hả? Cái này à? Cho nên nói đại nhân à, làm quan phụ mẫu không phải dễ dàng đâu, cần phải có một chút kiến thức đó. Đông, phường rượu Tiên Cô sẽ dĩ được nổi tiếng tại Quảng Châu này toàn là nhờ cái món rượu chiêu bài tên là Tiên Cô. Rượu Tiên Cô là gì? Nghe đồn 108 năm trước đây, một trong bá tiên Hà Tiên Cô đi ngang thành Quảng Châu, ế nhìn thấy cái tên của mình đã trên bảng của phường rượu Tiên Cô rồi. Tiên Cô thấy là hay già làm màn ế ẩm quá đi, quầy thần tiên cũng mũi lòng đó mà, cho nên đã biến thành một cô gái đẹp trà trộn vào phường rượu này, ám truyền tiên pháp, nói ra phương pháp nấu rượu. Rượu Tiên Cô gia truyền đến đây nổi tiếng ở khắp thành Quảng Châu, khiến cho từ đó phường rượu Tiên Cô đã làm màn đắt khách. Và bọn ổng công dòng bản cứ nói theo phương cách cất rượu do Tiên Cô chỉ dạy. Nè, bây giờ xin mời cô nương nấu rượu của phường rượu Tiên Cô biểu diễn cách nấu rượu cho chúng ta xem nha. Mời. Nè, đây là chất men để nấu rượu. Sau đó thì ủ 7-7-49 ngày thì trở thành những chất nước trên tay của các vị. Rượu Tiên Cô á, hèn chi ở trong rượu có mùi thơm không giống hoa lan, không giống xạ hương, mà là u hương của xử nữ đó. Hoa ý thơ thì là có nghĩa ha. Người đẹp nấu rượu Tiên Cô. Cái rượu Tiên Cô này á, không uống sai không được đâu. Ngon thiệt. Ngon thiệt. Lâu nay phường Tiên Cô có rượu ngon này, khiến cho làm ăn đắt khách, cả trăm năm vẫn bình yên. Nhưng mà cách đây một tháng, có một đại ba đầu làm toàn chuyện ác, ai nấy cũng muốn tiêu diệt hắn cả. Đó chính là ông chủ của phường Trà Mã Cô, ông Lý. Đại nhân là thiệt quan quá. Tiểu nhân làm ăn đàng hoàng, chỉ mở con phòng trà nhỏ thôi, sao lại làm toàn chuyện bậy chứ? Còn chối cãi hả? Từ ngày phòng trà của người ở bên cạnh phường rượu của người ta, khiến doanh thu của người ta bớt đi 90%, không mắc mới tới người. Vậy mắc mới tới ai hả? Trà lầu của tôi chỉ bán mã cô tiên trưởng, vừa mặn lại vừa cay, khách ăn xong thì mua thêm mấy bình rượu uống thì có, sao lại có ảnh hưởng tới phường rượu chứ hả? Ê, đại nhân à, xin đại nhân minh giám. Người nói rất có lý. Tổng trạng sư, người đừng có bóp méo sự thật ở trên công đường nha. Đại nhân à, cái việc uống nắng thật hay là biến trắng thành đen gì đó, tổng tế kiện này không dùng tới đâu. Việc này phải nói chứng cớ đó mà. Đông, ông chủ Lý, trà lầu của ông có phải bán cái loại mã câu tiên trưởng này không hả? Không phải, tiên trưởng của ta bán không có xương. Không có xương? Đại nhân, ta đã có mời một người đang làm công ở trong trà lầu mã cô tới đây thử cho chúng ta coi. Thử cái gì? Phương pháp lấy xương. Mã cô tiên trưởng và rượu tiên cô đều có chỗ giống nhau, đó là dùng miệng con người. Chắc người thấy rõ chưa? Còn ai dám nói gì không? Sao cái cuộc biểu diễn khủng khiếp rùng rợn này, còn có ai muốn thêm rượu tiên cô nữa không hả? Chắc người nói là có ý thơ mà uống đi. Thôi đừng. Quê nè nè nè, mùi thơm của sự nữ đó. Không được, ta không cần. Nhất định phải uống đi mà. Không cần đâu, uống đi. Chắc cứ từ trang mà, uống đi. Uống đi, nhất định uống. Thôi đi. Đại nhân uống giỏi lắm mà, uống hết mình nha. Thôi khỏi. Nè, cái lý lẽ này hiển nhiên lắm rồi, biết phán chưa hả? Tiểu nhân không phục. Tiên trưởng của bổn tiệm đều lấy xương ở trong nhà bếp, cho nên người ngoài không thể nào nhìn thấy được. Huống chi bổn tiệm và phường rượu cách nhau một con phố, những người khách của họ làm sao mà thấy tiên trưởng của chúng tôi mà uống không vô chứ? Vậy thì phải. Phường rượu Tiên Cô và trà lầu Mã Cô cách nhau chỉ có một con phố, người có thể nói với hắn là bối cảnh của phường rượu Tiên Cô mà thôi, sao lại ảnh hưởng tới các người khác chứ? Đâu có thể buộc tội người ta như vậy. Đại nhân sáng suốt anh minh, thì chính là cái vấn đề bối cảnh thôi. Trương Hùng Tinh. Dạ có. Xin lỗi. Tiểu nhân Trương Hồng Tinh
Tham kiến đại nhân. Nè, anh Tống trạng sư, người dẫn người này tới làm gì? Đại nhân à, chỉ làm thí nghiệm thôi. Hùng Tinh, bước tới chỗ chủ lý đi. À. Ê, đủ rồi, đừng có lại gần nha. Hey, đứng xa quá vậy, gần chút. Đừng lại gần. Đại nhân à, đại nhân, hắn hăm dọa ta đó. Thiên là hoàng quá đại lão già, ta còn thốt lời hăm dọa, lại không có động tay động chân, chỉ là kêu một thanh niên trai trẻ lịch sự lễ phép hiền hòa lương thiện đứng kề cận ở bên cạnh hắn thôi, sao lại hăm dọa hắn chứ? Người đóng kịch gì đây? Ở chỗ này có ai mà không biết cha của hắn là tội phạm giết người chứ? Quay, người đến bán nhìn thấy cha hắn giết người hả? Hey, cần gì chính mắt nhìn thấy, bối cảnh của hắn ai cũng nhìn thấy mà. Đúng ngay cái điểm này đại nhân à. Hồn Tinh là con của hung thủ, ai nấy đều biết. Tuy là hắn không có giết người, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì đều sợ hắn. Cái vụ này chứng tỏ là con người vì bối cảnh mà bị ảnh hưởng. Giống nhau thôi, tử khách của phần rượu tiên cô, tuy là không biết mã cô tiền chữ làm bằng cách nào, nhưng vì trà lầu mã cô là bối cảnh của phần rượu tiên cô, tại sao lại không khiến người ta nhìn thấy rượu tiên cô là nghĩa tích tiêu chưởng mã cô? Tại sao lại không bị mất hứng uống rượu chứ? Và tại sao lại không phải khiến cho người ta làm màn xúc giảm đây? Biết phán sao chứ đại nhân? Bản hoàn toàn phán vụ án trà lầu của mã cô làm ảnh hưởng tới việc làm ăn của phường rượu tiên cô, chứng cứ rành rành. Bây giờ trà lầu mã cô phải đền cho phường rượu tiên cô tất cả tổn thất. Nè, không cần người phải nhảy từ cao xuống, đi một chuyến là thâu được tiền rồi, phải bớt chút nha. Cảm ơn Tống trạng sư. Ê, cậu hai à, vừa rồi bà con vỗ tay ầm ầm á, tin này chắc là chấn động thành Quảng Châu đó nha. Đông à, ta dạy người biết bao nhiêu lần rồi hả? Làm người á thì phải biết khiêm nhường. Dạ phải. Nhưng mà quả tiệc á đúng là phi thường. Tướng công. Ê, cha đã tỉnh lại rồi. Thiệt? Cha. Thiếu gia, phu nhân. Cha tỉnh rồi hả? Hay quá. Tối hôm qua cha cứ lẩm bẩm nói với con là phải trấn án. Ây da, sao kỳ vậy? Các người nói cha tỉnh mà sao còn biết nói chuyện? Em chỉ nói là cha đã tỉnh chứ có nói là nói chuyện đâu. Thế giờ tướng công à, đừng có để mặt như vậy chứ. Em và bà Vú đã có cách nói chuyện với cha rồi. Nè, anh coi đi. Để ta làm cho coi. Làm đi. Sao? Lão già, có phải ông đã tỉnh lại không? Gì? Chuyện gì chứ? Ta chỉ thấy lão gia chớp mắt thôi. Cách này hay đó. Vậy cũng không hiểu, tuy là cha không biết nói thôi, nhưng mà cái chuyện chớp mắt, khi mình đặt câu hỏi với ổng, chớp có nghĩa là phải, không chớp có nghĩa là không phải. Phải. Đúng là tướng công của em thì thông minh. Đừng nói thêm nữa, bắt đầu đi. Ừ. Cha, bây giờ cũng bắt đầu hỏi nha. Cha chuẩn bị xong chưa? Ý giời, chớp mắt rồi. Được, có phải có vụ án quan muốn con làm trả án không vậy? Rồi hỏi cái gì đây? Ê, bà ý chính của xét án là thời gian, địa điểm và nhân vật. Cha, vụ án xét ra hồi nào? Hỏi kiểu này làm sao trả lời em đây? 10 năm trước. 20 năm trước. 30 năm trước. Ê, sao không có phản ứng? Không lẽ 40 năm trước lâu vậy sao? Đừng có tự thông minh nữa có được không vậy? Đừng có phải là 10 năm, 20 năm, 30 năm chứ. Sao không thêm 15 năm nè, 25 năm nè, 34 năm thêm 2 tháng chứ? À, công tử à, lão gia vừa rồi nghe được 25 năm là chớp mắt đó. 25 năm. Đúng rồi. Vậy là cái vụ hung án này xảy ra 25 năm trước, coi như là có chút đầu mối rồi. Ê, nhưng mà hỏi kiểu này chừng nào mới hỏi ra vụ án nào chứ? Phải. Nè, nghĩ coi, từ nãy giờ mình hỏi chỉ hỏi được cái năm thôi, còn hoàn cảnh nhân vật các thứ thì làm sao đây chứ? Phải hỏi cho rõ mới được. Cha cứ chớp mắt, nhưng mình chưa có đặt câu hỏi mà. Khoan đã, cha cứ ngó khăn tờ này. Ê, có liên kẹt từ đó. Nháy một mắt. Vậy có nghĩa là khăn tờ này có liên kẹt phần nữa. Khăn tờ. Tờ đồng thi dĩ thành. Nè, nếu liên kẹt được cái xác thì hỏi tiếp đi. Hỏi đi. Thưa cha, cái xác ở Bạch Hòa Tự. Phải, tối hôm qua anh đã đi khám xét ở Pháp Huệ Tự mà. Tôi biết rồi, cậu hai à, nhất định có liên can tới cái xác đó. Dư thừa. Người giỏi như vậy phải người đi khám cái xác đó trước đi. Thôi đi, khám xác hả? Tôi sợ ma lắm, tôi không dám đâu. Các người thật là vô dụng, để ta đi. Không được, em đã mang thai rồi, không được tới nghĩa trang. Em không đi thì ai đi?
lão già. Ê, thiếu già, đừng có ngó ta nha. Ta chưa khám đã biến thành cái xác chết. Cái người không đi không lẽ ta đi. Hả? Ủa? Ê, lão già nhắm mắt kìa. Đi gác đêm, đi phá án, đang sức là. Xin lỗi nha, quấy rầy cái gì, để ta hát nhỏ lại. Đi phá án, đang lên đi, trong cuộc đời không có chi mà không làm được. Trong đời cũng làm chuyện gì bậy bạ, nửa đêm gõ cửa cũng đâu có sợ chứ. Chết thì chết. Đừng có sợ. Tôi chết, còn có cái lồng đèn tôi à? Làm ơn giúp giùm nhờ, đừng có làm hết hồn đó. Đừng có tự hù mình mà. Cường thị. Sướng. Xác chết làm sao có xương gà chứ. Hơi à, Hùng Tĩnh, người đây làm gì? Chống bên nhiều nỗi tối nay người tới đây khám xác, kêu ta đến giúp dùm chồng người. Không phải, ta hỏi người lại đây làm gì? Ăn gà. Toàn phải ăn cắp à. Người ta cúng xong ra đại ở đó, họ không biết ăn, cho nên ta ăn thôi à. Bỏ đi lãng phí lắm. Gà cúng mà cũng ăn hả? Bây giờ tiên làm hết hồn mà. Xin lỗi trạng sư. Quay đứng lại, đừng có tới gần nha, tay của người giờ đó. Quay là nước rửa xác chết, ngươi làm gì đây hả? Đâu có sao, nước rửa xác chết hay là rửa mặt cũng vậy thôi, đâu có gì. Tống trạng sư à, tôi giúp được gì đây hả? Cái xác người sáng khi đâu vậy? Ăn sao kìa. Tống trạng sư à, có cần lấy xác ra cho người không? Thật ra cái xác không phải khủng khiếp lắm đâu. Tống trạng sư à, không cần sợ mà. Ta sợ hồi nào chứ, chỉ là ba cái chuyện nặng nhọc này á thì nên chừa lại cho người làm thôi mà. Vậy thì phải. Đừng nói nhiều nữa, bắt đầu đi. Tôi dưới khám coi hắn là trai hay gái. Qua nát bấy rồi sao khám? Sợ ngày tráng rồi, là trơn hay là giảm đây? Trơn đó. Người đàn ông đại thành, 8 tuổi là đệ bính rồi. Nếu như là cái tráng trơn, thì là đàn ông. Không phải hai vụ này. Nè, sợ chỗ của ông cũng xác chết rồi, có giấy đứt không vậy? Không, xương cổ hoàn chỉnh lắm. Cổ họng không bị nát, không phải là bị tắc cổ, cũng không phải là vụ này. Đút tay vào miệng của xác chết, sợ coi cằm trên có màu tím không vậy? Cao cằm trên hả? Người tội gàng đó mà. Mà chút đi. Có màu tím không hả? Dạ không, có màu đen. Màu đen? Hey, cái tay của người bị dở thôi. Những kẻ trúng độc mà chết thì ở cằm trên nhất định phải có một vết màu tím. Cũng không phải là cái vụ này. Các vụ thực kiện 25 năm trước của cha đều đầy đủ mà. Ê, sao các ngón tay dài ngắn giống nhau vậy? Phải ha. Thì cũng kiếm quá đi. Bốn ngón tay dài ngắn giống nhau,
người lấy nhân sâm quan ngoại để cho tiền diệt lên núi đào nhân sâm. Từ nhỏ lấy tay cắm cắt, cắt giống nhau hết. Người chị dồ xét chồng án là dồ xét trái nhà kìa, trái nhà, trái nhà. Qua ấy giờ sao đây, làm sao đây hả, làm sao? Quay nè, chạy mau đi, coi chừng nha. Quay, quay, chạy mau đi, lửa lớn quá à, chạy mau đi, lửa lớn lắm. Quay làm gì, làm gì? Quay, không được đâu à, không được, không được. Quay cứ làm gì đó, quay. Ta phải trấn án. Cha, cha có sao không? Không sao, không sao. Cha, cha nói lại được rồi. Thiết Kiệt đâu? Thiết Kiệt đã ra ngoài. Cha phải tìm nó, cha phải tìm nó. Cha à, cha vừa lạnh lại thôi, đi gấp vậy có được hay không hả? Chuyện quan hệ trọng đại, lỡ như cái xác thì chuyện gì thì không hay đâu. Tối qua Thiết Kiệt đi khám xác chứ không có sao đâu cha à. Đi khám sát sao lại đi suốt đêm chứ? Chắc có chuyện gì rồi. Chuyện gì? Người Kiều, phu nhân, tối qua xém chú anh bị thiêu chết rồi, lại không thấy ai hết. Bây giờ mới tới, tiếc làm anh hết hồn đó. Thế Kiệt à, con sao rồi? Chà, tiệc khủng khiếp quá đi. Nghĩa trang bị cháy. Hả? Bị cháy? Vậy cái xác đó đâu? Ê à, thôi hết rồi, hết rồi. Ông trời thì là muốn diệt nhà họ Tống mình rồi. Chà, đừng có như vậy mà. Thế kìa đâu có bị cái gì đâu. Không tin đâu. Không tin đến trong quả trường đó. Không tin. Tin. Không được. Cho dù vô trọng có lấy được một vài cục xương đi nữa thì cũng có hy vọng trắng án. Chà, đừng có như vậy mà. Không được, cha phải vô kiếm. Tối qua hắn cứu con mà, bây giờ còn biết đi đâu nữa. Tin nè. Tống Trang Sư, Tống Trang Sư, cứ không sao chứ, không sao chứ, tại sao vậy? Tôi cũng biết, sau khi đưa người ra ngoài, ta bị ngọn lửa bao vây, không thể thoát ra được. Nhìn thấy con lù nước cho nên nhảy vào, ai dè số mạng lớn quá, ta được thoát chết. Thiệt hay quá, người giỏi thiệt. Vậy cái xác đâu? Lão già, đừng lo, cái xác đó ta đem theo vô lù nước. Không có sao, chỉ là bị sình lên chút thôi. Tốt quá. Như vậy cha được yên lòng rồi. Bây giờ tối qua ngỡ chung với cái xác chết hả? Đã chết lâu rồi mà còn giữ làm gì chứ? Ta cũng biết tại sao, chỉ là lúc đó thấy cái xác tội nghiệp, không muốn bị lửa thiêu đi cho nên ôm luôn cái xác nhảy vô lù đó. Ông trời thì có mắt mà. Thưa cha, cả câu chuyện này ra sao hả? Chuyện này cách nay đã 25 năm, nhưng mà cha vẫn nhớ rõ ràng. Hôm xưa sắp sửa đến ngày Tết, thành Quảng Châu đã bị gió bão. Đêm nay gió bão lớn, trạng sư tới đây thì là khó cho ông. Đã nhận lời gửi thác của Ngô đại nhân, cho dù trời bão trời tuyết ta cũng tới mà. Thả ta ra. Giết người còn kêu réo cái gì? Người muốn chết hả? Tống trạng sư, ông không sao chứ? Cái gì? Người là trạng sư hả? Người rửa qua cho ta, ta bị quan á, ta bị quan. Người không có giết người hay sao? Không có. Ta không có giết hắn, ta không có thù oán với hắn, sao lại giết hắn chứ? Ta bị quan. Người mà không tin ta, người cũng như cái tên quan chó đó, chỉ bên cho những người có tiền muốn đổ quan cho ta. Ta nhận ra ngươi mà, nếu ta ra ngoài được đó hả, ta sẽ giết ngươi và cả nhà của ngươi. Tên quan chó đó để cho ngươi bị tuyệt tử tuyệt tôn. Quay, quay, ta bị quan đó, ta bị quan, ta bị quan. Thì là dữ quá mà. Cha là trạng sư thôi, vậy mà đòi giết cả nhà của cha. Không cần hỏi, người này với đệ là hung thủ. Cha cũng nghĩ vậy. Người này cực kỳ hung tàn, trong thâm tâm của cha đã quyết định hắn là hung thủ rồi. Thưa cha, người đó chửi cha vài câu thôi mà cha đã quyết định như vậy, có chút vấn đề đó. Phải, là một trạng sư thì không thể vì sự kích thích hay là vì sự thù ghét cá nhân để làm căn cứ phán án.
Về cái điều này cha biết mà. Nhưng mà cái điều cha giận nhất là ngoài việc hắn chửi cha ra, hắn lại còn sỉ nhục đến Nghiêm đại nhân, là một người quan liêm khiết mà cha tôn kính. Hắn chửi ổng là tên cẩu quan. Luật lệ của Đại Thanh ghi, nếu như muốn buộc tội hung thủ thì phải có bằng chứng rõ ràng, như vậy mới được định tội. Nhưng mà hành vi của Hùng Cẩu thật là khiến cho người ta căm thù. Ta là một vị quan phụ mẫu, không lẽ lại vì những luật lệ này mà để cho hắn ta tự tung tự tác, sống ngoài dòng pháp luật hay sao? À, tuy là vậy, nhưng mà không có thể xác thì không thể định tội được. Nếu như mà đại nhân kiên quyết làm vậy, sẽ ảnh hưởng danh vọng của đại nhân đó. 10 năm khổ luyện, không lẽ lại coi nặng cái mũ quan này như vậy à? Tống Trạng Sư. Dạ. Bất cứ giá nào, ta cũng không tha cho hắn đâu. Ta một lòng muốn trị tội Hồng Cẩu. Ngoài cái việc khẳng định hắn là hung thủ, còn có một nguyên nhân khác. Nguyên nhân gì? Là vì con. Lúc bấy giờ, tuy cha là một trạng sư nổi tiếng, nhưng mà mấy cái vụ án cha nhận thì toàn là biện hộ cho những tên cường hào ác bá mà thôi. Cha nhận thấy mình đã gây nghiệp chướng quá nhiều, cho nên cái vụ án Nạp Lan Hiên này cha chỉ có thể thắng, quyết không thể bại. Tại vì cha đây muốn tích phước để mà làm việc thiện. Và điều quan trọng nhất là lúc đó mẹ con đã mang thai con. Cha biết là ông trời đã cho cha một cơ hội cuối cùng. Lão già, châu báu vàng bạc vườn ruộng các thứ ta không có thèm nữa. Mình đã bị chết 11 đứa con rồi, ta chỉ mong mình giữ lại được đứa con này mà thôi. Ê, bà đừng có ăn nói bừa bãi mà. Ông trời nhất định sẽ phù hộ cho nhà họ Tống mình. Nhưng mà không ngờ tối hôm đó thì mẹ con đau bụng. Đại phu à, phu nhân của ta sao hả? Tình hình không được tốt. Nếu như không qua được tối đêm này thì hai mẹ con của bà sẽ... Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.